Cắm chạy rồi má. Lóc mày dữ à. Chim lóc mày đặt. Dài đắng anh, dài đắng. Bên đó còn hàm nữa vậy? Còn hàm nữa hả? Đái giờ quá. Ừ, cá đề này bự hơn. Mày thả hết là nhiêu ngàn con? 60 ký cho con, mà gần 500 con một ký. Thấy à, thấy vô phóng lên Khánh. Đã à. Không cho ăn đúng sức hoàng mà một giác ăn cỡ hai bao là nó ăn tết sạch ạ. À. Đục. Đề này nước tốt nè. Cá nó mau lớn hơn. Đề này nè, còn đề này tôi thay suốt luôn á, cầm bỏ cái ống nó suốt luôn mà đủ mẹ nó. Bị tao làm nó đủ mẹ nó mất. Này nó thúc cỡ tháng rưỡi nữa là để à. Ừ. 3 200 rưỡi là đều có. Cá này búng tay giống lại mé luôn hả, nào búng tay. Rồi, giấc sáng đậu mà nó nhảy lên trên luôn á. Tôi đi lại nhảy bờ luôn, giận lắm. Tại nó mới trang á. Quẹo loại là nhảy mẹ. Quẹo đi đụng mà có chục ký chục con mà nhậu quá rồi mẹ là lấy giật xúc cái rồi mẹ là nhóc giật. Cá con Khánh. Cá nhả gần nè. Còn đã à. Hầm Vinh Du à. Thấy miếng thức ăn đó giải coi Khánh. Giải coi cho anh em ta coi chơi. Cá đặt đè luôn nha anh em. Quá trời. Nè. Không anh, năm nay không à, không có nuôi. Coi nè anh em, coi cá lóc phóng nè, sẵn sàng lấy thức ăn nè. Lấy thức ăn ra giải coi nè ha. Cá của người ta anh. Sẵn sàng phóng lên coi nè. Quá trời cá luôn mà. Đìa nhỏ mà nuôi dày quá. Cá lóc bạn ơi, cá lóc. Không, còn đã mất không anh em? Gãy thuốc đắng Khánh. Ô, có đã không? Cá lóc nhiều luôn anh ơi, cá lóc dữ lắm, nó nuôi đầy đìa chứ mà. Mà nó còn hơi nhỏ, cầm tay. Nè.
ba hầm luôn, hầm nào với hầm nấy. Ai? À, ông Sơn à? Cái loại thức ăn nó bự hơn này nó có mầm loại 40 đạm không ta? Có sao? Cá lóc qua dùng cho nó cho ăn 40 đạm không mà nói. Có mà đủ mà nội gian hay sao mà cái loại nhỏ nhỏ nó bự không có nè. Ừ, đó thì tao không biết. Cá này giữ cá luôn á chứ. Cá này đều dữ lắm đều. Ướt hôm nay hả? Có đã không? Làm hầm đi, mê quá làm hầm đi. Mùa dịch này không đi đâu được, nuôi cá thảy cho ăn con cũng đã mắt nữa. Coi sướng mắt rồi chứ. Đúng rồi. Khánh nuôi nè. Khánh nuôi bao hầm luôn. Cá lóc đặt ơi. Được, cá này hút nhậu rồi. Trên Khánh nuôi nè con. Không nó chút xíu cần lúa. Thôi vậy thôi vô.